Lan Phương nhắn nhủ đến Hồng Đăng sau bê bối, mong ngày anh trở về sẽ trưởng thành bản lĩnh hơn. Vào ngày phát sóng tập cuối của Thương Ngày Nắng Về, Lan Phương đã đăng loạt ảnh cảm ơn dàn diễn viên, trong đó có nam diễn viên Hồng Đăng. Lời nhắn nhủ của nữ diễn viên dành cho đồng nghiệp khiến dân tình không khỏi chú ý. Mới đây, Thương Ngày Nắng Về tập 54 đã khép lại với cái kết đẹp thấm đẫm tình mẫu tử. Đây cũng là tập cuối kết thúc hành trình dài của một bộ phim yêu thích trên sóng VTV. Chia tay với bộ phim, dàn diễn viên đã không giấu được sự xúc động và có chia sẻ trên trang cá nhân. Được biết, Lan Phương với vai Vân Khánh là người đồng hành cùng phim trong khoảng thời gian dài. Khi bộ phim đóng máy, nữ diễn viên sinh năm 1983 dường như vẫn chưa thoát được vai. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Lan Phương đã nghẹn ngào chia sẻ. Hành trình đã khép lại, nhưng mẹ Nga và ba cô con gái vẫn sẽ sống tiếp cuộc sống của mình. Vẫn sẽ còn những khó khăn, còn nhiều đau đớn khi mẹ sẽ ngày một quên dần những ký ức về gia đình. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều yêu thương. Vân Trang và Duy sẽ vô cùng thành công, sẽ có hai em bé thật xinh đẹp và mạnh mẽ như mẹ Trang, sẽ lớn lên thành những người ưu tú. Vân Vân sẽ trải qua nhiều vất vả trong hành trình khẳng định mình với sự nghiệp tạo dựng tên tuổi của mình. Nhưng chàng phong lãng tử và từng trải sẽ luôn bên em, sẽ luôn ôm lấy Vân khi em mệt mỏi áp lực, cả khi em thành công cũng như thất bại. Và hai em sẽ cưới nhau, dù hơi muộn một chút. Còn Vân Khánh của Phương, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn và độc lập hơn. Cô ấy và Sam Show sống với mẹ và là chỗ dựa cho mẹ Nga hàng ngày. Khánh sẽ là người kể cho mẹ về những chuyện đã qua và an ủi mẹ khi mẹ cảm thấy bơ vơ lạc lõng vì sự lãng quên của mình. Khánh sẽ có lúc cảm thấy tủi thân, nhưng mỗi khi Sam Show ôm mẹ, Khánh sẽ có thêm ngàn lần sức mạnh để chiến đấu tiếp. Rồi Khánh sẽ từ từ tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, tự tạo ra cuộc sống tốt cho các con, cho mẹ và cho chính mình. Lan Phương cảm ơn vai Vân Khánh đã mang lại cho cô nhiều kỷ niệm và trải nghiệm, giúp cô có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, đồng thời còn nhắn nhủ đến Hồng Đăng gây chú ý cộng đồng mạng. Và rồi đến một ngày, biết đâu ngày ấy sẽ đến, ngày mà Đức sẽ về, khi Đức cũng trưởng thành, bản lĩnh và giỏi giang hơn. Và khi ấy, hai con người trải qua quá nhiều nỗi đau, cùng trưởng thành và cùng thấy lại tình yêu mà Sam Soo Hằng mong muốn. Cảm ơn cuộc đời Khánh đã mang đến cho Phương nhiều trải nghiệm, nhiều tình yêu và nhiều ý chí hơn. Cùng nhau cố gắng mỗi ngày Khánh nhé! Trước đó, vì dính ồn ào ở Tây Ban Nha, vai diễn của Hồng Đăng đã bị lược bỏ. Các diễn viên cũng hạn chế nhắc đến nam diễn viên để tránh ồn ào không đáng có. Chỉ có nữ diễn viên đã gửi lời cảm ơn công khai đến Hồng Đăng trong ngày đóng máy. Tuy nhiên, đến ngày kết phim, hành động của Lan Phương cũng cho thấy cô đã gửi lời cảm ơn và trân trọng những đóng góp của Hồng Đăng. Dưới bức ảnh này, nhiều cư dân mạng cũng đã thả bình luận tiếc nuối cho nhân vật Đức Xoăn mà Hồng Đăng đảm nhận. Có nhân vật Đức mới tạo nên một bộ phim hay, vẫn phải ghi nhận sự đóng góp của anh Hồng Đăng trong bộ phim này. Nên một chút hình ảnh nhỏ bé của Đức xuất hiện ở tấm hình này cũng không có gì là quá đáng ạ. Mình không phải fan của anh Hồng Đăng mà chỉ yêu thích bộ phim này thôi. Đến hiện tại, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vẫn chưa về nước, cũng không có bất cứ phát ngôn nào liên quan. Ít giờ trước, văn phòng báo chí Guardia Civil đã tiết lộ tình hình của hai nam nghệ sĩ. Theo đó, họ tiết lộ hiện cảnh sát vẫn đang điều tra, hai đối tượng chưa được trả hộ chiếu về nước. Đáng chú ý, phía cảnh sát còn cho biết ngay ngày bị bắt, cả hai đã có mặt ở tòa án sơ thẩm Judas de Gradia. Tại đây, họ được giải thích rõ xem chuyện gì đã xảy ra và được đảm bảo rằng hiểu rõ quyền lợi ích hợp pháp của mình. Được biết, thanh niên đã hỏi thêm về tin đồn nạn nhân đã làm đơn bãi nại rút cáo buộc. Từ đó mà có thông tin, hai nam nghệ sĩ sẽ được trả tự do, không còn vướng vào rắc rối liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, cảnh sát nước bạn lại trả lời, trong trường hợp nạn nhân rút cáo buộc, công tố viên có quyền được tiếp tục vụ án nếu công tố viên nghĩ rằng điều đó phục vụ lợi ích cộng đồng. Hai người đó có thể liên lạc với luật sư là người bảo vệ quyền lợi của họ.